Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 17 Chăm sóc cây trồng vật nuôi, vở bài tập môn khoa học lớp 4 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách của chúng mình ra trang số 48 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Cây nào sau đây là cây thích hợp phát triển ở nơi bóng râm? Đấy, tức là cái cây nó sẽ chịu gì? Sống ở gì? Bóng râm đó các em. Như vậy chúng ta có này. Cây hoa giấy có không? Không nhá. Xương rồng không. Cây hoa lan rồi cây hoa sen. Như vậy đây chúng ta sẽ thấy đáp án phù hợp là cây hoa gì? Hoa lan này. Đấy, nhiều nhà ta trồng lan, người ta phải làm nhà cho nó đó các em. Bởi vì sao? Nó không có ưa ánh nắng quá, đúng không nào? Rồi, con vật nào sau đây có thể sống được ở sa mạc, nơi mà có nhiệt độ cao, thiếu nước và thức ăn? Con vịt, loại ngay đúng không? Con bò, loại ngay. Chim cánh cụt, chim cánh cụt thì ở sống ở đâu? Cái nơi mà gì lạnh cơ đúng không? Và con lạc đà này, hãy cảm thấy ở sa mạc người ta dùng lạc đà để vận chuyển hàng hóa đúng không nào? Đó. Ok nhá, còn nó như nào thì em xem cái con lạc đà là nó có cái biếu của nó đó, đúng không nào? Rồi. Biện pháp nào sau đây phù hợp để chăm sóc vật nuôi? Có thể là chó, là mèo, là lợn, là bò khi mà trời rét. Khi trời rét này, giảm thức ăn đi. Được không? Không. Che chắn chuồng trại. Ok. Tăng cường nước uống. Tắm vệ sinh. Và như vậy thì chỉ có là gì? Che chắn chuồng trại thôi. Đấy, có nhiều người có điều kiện người ta còn làm lò sưởi luôn, đúng không nào? Ok. 4 nhá. Gia đình em có một góc vườn nhỏ như hình dưới đây. Gia đình muốn trồng thêm một số cây ở các khu vực khác nhau trong vườn. Đấy, có đánh dấu A, B, C, D. Tức là khu vực A, các em nhìn thấy là ở dưới bóng cây này. Khu vực B này, ở dưới gì? Cái nơi mà có ẩm ướt này. Khu vực C là dưới nước. Và khu vực D. Như vậy thì 4 khu vực, ok, thì yêu cầu là gì? Hãy lựa chọn vị trí trồng từ A đến D phù hợp cho các cây dự định gồm như vậy thì xương rồng, hoa sen, hoa giấy, lá lốt. Biết rằng cây lá lốt là cây ưa bóng râm, giải thích về sự lựa chọn của em. Như vậy cây lá lốt mà ưa bóng râm thì chắc chắn là gì? Chúng ta sẽ chọn ngay ở đâu, vị trí nào? Lá lốt là ưa bóng râm thì vị trí gì đây? Vị trí A đúng không? Đúng không? Rồi còn ở vị trí B. Vị trí B là nơi này là gì? Nó có vẻ là khô hạn đúng không? Vị trí D này có nước này, vị trí này cũng có nước này. Đấy, như vậy chúng ta sẽ chọn sao đây? Vị trí A. Lựa chọn vị trí trồng từ A đến D cho phù hợp các cây. Đó. Như vậy thì vị trí A ở đây sẽ là gì? Cây lá lốt này. A sẽ là gì? Cây lá lốt đúng không? Từ A cho đến D. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn A là vị trí ở số 1 đó, là sẽ là 1. Được chưa? Rồi. B thì các em sẽ chọn cây gì? B, vị trí B. Vị trí B này rất là nắng này các em. Như vậy nắng thì nó sẽ chọn cây gì? Cây xương rồng
Và xin lỗi, A là 4 chứ, sao tự nhiên mình lại chọn là 1, đúng không? B á, B thì chúng ta sẽ chọn cho cái loại cây đó là cây gì? Cây xương rồng nhá, đúng chưa nào? Rồi, vị trí C. C là cái cây này nó ở dưới nước được này. Đấy thì đó là cây hoa, hoa sen, đúng không nào? Rồi như vậy thì vị trí D chỉ còn lại một cây thôi. Đó là cây hoa, hoa giấy. Được chưa nhỉ? Giải thích về sự lựa chọn của em. Đấy, như vậy chúng ta sẽ giải thích. Cây lá lốt nó ưa gì? Ưa bóng râm. Rồi, B là cây xương rồng, nó có thể chịu nắng được này. C là cây gì? Cây hoa sen, nó ưa môi trường nước. Và D là cây gì? Cây hoa giấy thì nó ở cái môi trường là gì? Hơi ẩm, đúng không? Xong chưa nào? Rồi B nào? Theo em, hoạt động chăm sóc các cây trên có giống nhau không? Và chúng ta giải thích. Như vậy rõ ràng là gì? Không giống nhau. Đấy, không thể giống nhau được, đúng không? Vì là gì? Các cái cây trên á, nó như thế nào? Nó có cái điều kiện, nó có cái điều kiện, điều kiện và nhu cầu về nước. Đấy, chúng ta chỉ cần nêu cái này thôi. Về nước này khác nhau. Đấy, nên không thể chăm sóc mà giống nhau được. Ok nhá. Rồi, bài số 5, giải thích lợi ích của những việc làm sau đây với cây trồng. Tăng cường tưới nước vào chiều tối cho cây trồng vào những ngày nắng nóng. Như vậy thì chúng ta tăng cường tưới nước vào chiều tối thì sẽ giúp cho cây làm sao? Cung cấp đủ cái gì? Đủ cái lượng nước cho cây. Đấy, bởi vì sao? Sau một ngày nó rất là mệt rồi. Cung cấp đủ cái lượng nước cho cây, giúp cho cây không bị gì? Thiếu nước. Được chưa nhỉ? Đấy, giúp cho cây nó không bị thiếu nước. Ok. Rồi, không bị gì? Không bị héo. Vì thôi được rồi, đến đó thôi. Trồng cây đảm bảo khoảng cách không quá dài. Đấy, như vậy thì sẽ giúp cho cây làm sao? Giúp cho cái cây ấy nó có đủ cái gì? Đủ cái không gian để nó phát triển, đúng không? Chứ trồng chi chít quá thì nó không có đủ không gian để phát triển. Bắt buộc chúng nó phải làm sao? Ngoi, ngoi lên, vươn mạnh lên, đúng không? Để nó có cái không gian. Anh cảm thấy nếu mà trồng gần nhau 2-3 cái cây ấy, thì bao giờ là những cái cây đó nó sẽ không có rộng tán nữa, mà nó phát triển gì? Theo chiều cao, đúng nhỉ? Rồi câu C nào, bón phân cho cây. Bón phân cho cây để cung cấp cái gì? À, cung cấp chất dinh dưỡng nhá. Đấy, cái chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho cây. Ok. Rồi, còn chưa nhỉ? Wow, còn bài nữa. Sang bài 6 nào. Nối công việc chăm sóc vật nuôi ở cột B cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể ở cột A. Như vậy chúng ta có này, trường hợp khi mà thời tiết nắng nóng này, khi thời tiết lạnh giá này, khi thời tiết hạn hán này. Được chưa? Công việc cho vật nuôi uống nước và ăn đầy đủ. Như vậy A, khi thời tiết mà nắng
nắng nóng thì chúng ta cần cho nó như nào? Uống nước. Rồi. Cho vật nuôi uống đủ nước. Tắm mát, đảm bảo thoáng khí. Wow, cái này từ từ nha. Cho vật nuôi uống, ăn uống đầy đủ. Thoáng khí. Vật nuôi ăn no, không chăn thả che chắn. Như vậy là thời tiết lạnh giá thì chắc chắn là gì? Cho nó ăn no này. Rồi, uống đủ nước, tắm mát để đảm bảo thoáng khí. Nắng nóng, tắm mát, tắm mát, đảm bảo thoáng khí khi mà trời hạn hán và thiếu thức ăn. Thiếu thức ăn, trời hạn hán và thiếu thức ăn thì phải cho cái gì? Cho vật nuôi uống nước và ăn đầy đủ. Rồi, thời tiết mà nắng nóng á, thì cho vật nuôi uống đủ nước và tắm mát cho nó. Ok. Đấy, như vậy ta nối là 1 với B, 2 với C và 3 với A nhé. Ok. Rồi, sang cái bài tiếp theo, bài số 7 nào. Sử dụng các từ hoặc là cụm từ nhu cầu ít nước, đất ẩm, nhiều nước này, đầm ao, ngập nước để chúng ta điền vào cái chỗ chấm. Hoàn thành đoạn thông tin nói về nhu cầu của một số cây trồng. Ok. Nhu cầu nước của các loại cây không giống nhau. Có cây thì cần ít nước, cây thì lại cần gì? Nhiều nước. Đúng chưa? Đấy. Cây thì lại cần rất là ít nước, cây thì cần nhiều nước. Ok. Xương rồng là loài cây cần ít nước. Đấy, có cần gì phải nhìn cái cụm từ kia không nhỉ? Khỏi đúng không? Thích hợp trồng ở đất khô, ráo. Chuối, khoai môn hay là khoai lang đấy các. Cần nhiều nước hơn. Phát triển tốt ở nơi gì? Nơi mà đất ẩm nhá. Đấy, nơi đất ẩm thì nên trồng chuối. Lúa có nhu cầu nước cao nên để ruộng làm sao? À, phải ngập nước thì cây lúa nó mới tốt được. Hoa sen, hoa súng thích nghi ở môi trường nước, sống trong cát, đầm ao, đúng không? Đấy, các em chọn cái từ xuống đây. Vì vậy, trong quá trình chăm sóc cây, cần căn cứ vào nhu cầu của từng loại cây để chăm sóc cho hợp lý. Ok, con dê. Rồi chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài này chưa nhỉ? Rồi, và hẹn gặp lại các em ở trong bài 18 nhé.